Nha, hôm nay thì mình có một video clip để giới thiệu đến mọi người lo kéo lo không thôi nha, lo này nè chứ không phải là nguyên cái thùng đâu. Lo lo này dành cho lo kéo, chuyên dành cho lo kéo, bạn nghe rõ ha, chuyên dành cho lo kéo, không không sử dụng được cái amply đâu nha, chỉ là chạy thích hợp với mạch class D của lo kéo thì nó gắn lo kéo và nó nghe rất là mạnh luôn. Đây thì cái này là màng hai gân, màng hai gân đây, gân vải luôn nha, chứ không phải là gân giấy giống như là bình thường đâu, gân vải nha. Rồi khung bằng nhôm này, khung cái khung này bằng nhôm, nó sẽ chắc chắn hơn, chắc chắn hơn mấy cái loa chợ. Loa chợ thì đa số là cái khung này bằng sắt hết, bằng sắt thì nó rẻ tiền hơn, còn cái này là bằng nhôm. Cái này là côn 65 hai lớp và nó chạy 4 ohm, độ nhạy 4 ohm để thích hợp sử dụng cho lo kéo mạch class D chạy hát cho nó mạnh. Tại sao mà các bạn hát lo kéo á, các bạn nào mà chế lo kéo á không nên sử dụng lo 8 ohm thì mình dễ giải thích cho các bạn rõ là cái mạch đây, như cái mạch này nha, thì nó chỉ thích hợp sử dụng lo 4 ohm thôi, nó sẽ đánh hết cái công suất của nó. Thí dụ như các bạn mạch này là 400W đi, nó sẽ đánh hết công suất của nó, là nghe rất là mạnh, rất là lực, là lớn nữa. Còn khi các bạn để loa 8 ohm vô là nó không có, giống như là nó không có chạy hết công suất của nó, và nghe rất là nhỏ, mở hết ra luôn nhưng mà nghe cũng nhỏ xíu à. Thí dụ như mạch 400W này nè, các bạn gắn loa 4 ohm vô, ý 8 ohm vô thì các bạn vẫn nghe được, nhưng mà nó nghe không có đã đâu tai. Đấy. Rồi mở nhạc hết ra luôn thì nghe nó cũng không có đã nữa. Nó thua cái loa ngoài chợ bán luôn, mình nói như thế. Chắc chắn như thế. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng mà cái loa 8 ohm được á thì các bạn phải sử dụng mạch loa kéo phải trên 800W. Đó. Thì nhà sản xuất người ta nói là chơi trên 800W thì mới sử dụng loa 8 ohm đánh mới mạnh lực được. Còn khi mà các bạn sử dụng như lo kéo thông dụng này, như là 300W, 150 nè, rồi 100, rồi 80, rồi 300, 420 rồi đó, là đổi lại là các bạn phải bắt buộc sử dụng lo 4 ohm. Thì mình biết các bạn là mua lo 4 ohm là rất là khó ha. Thì hôm nay thì mình có cái lo, mẫu lo này chia sẻ đến mọi người, và mọi người muốn đặt hàng thì liên hệ bên mình cũng có bán luôn. Đấy. Thì các bạn nào muốn biết giá thì cứ gọi điện cho mình, tại vì cái này là nó lên xuống giá mình không có báo trước được nha, giá này lên xuống chứ không có cố định được, cố định là mình báo cho các bạn luôn rồi, nếu như mà cái này lên xuống mình báo bậy bạ tới nữa. Thí dụ như bây giờ đi, mình báo 900 đi, rồi qua năm sau cái bát này nó sẽ lên, giá gốc này sẽ lên, thì mình sao mình bán mà có lời được, đúng không các bạn? Nên mình các bạn muốn mua thì liên hệ với mình, nó giá của nó là từ 1 triệu đổ lại chứ không có cao đâu, mấy trăm ngàn thôi. Thì nó thích hợp chạy mạch class D này, còn mạch âm ly á thì đẩy vô rất là mạnh đó, nhưng mà các bạn xài một thời gian thì cái bass nó sẽ đứt, tại vì âm ly nó mạnh dữ lắm, hát vô nó mạnh dữ thiệt nhưng mà thời gian nó sẽ đứt bass thôi. Còn như thằng này, mạch này 400W này, các bạn gắn cái loa này dỗ kinh hồn luôn các bạn. Đấy, chỗ nghe rất là ghê. Rồi bây giờ mình sẽ mở khúc nhạc cho các bạn nghe thử. Bật lo này sẽ bình nha. Thì các bạn xài lo 4 ohm á thì nó tiết kiệm bình nữa, chứ nó không ăn bình nhiều như là lo 8 ohm. 8 ohm hát cái nặng nặng bình dữ lắm, hút bình dữ lắm. Rồi thêm một cái là nó nghe nhỏ nữa. Các bạn nào muốn chế cháo lo á thì bắt buộc các bạn phải kiếm lo 4 ohm được cho mình. Thì các bạn nào cần thì cứ liên hệ với mình nha. Thì mình sẽ chia cho mọi người, nghe rất là ok. Bây giờ mình sẽ nhích lên một xíu thôi. Tại vì bây giờ là 10 giờ rồi các bạn. Bạn xem đồng hồ nè, gần 10 giờ rồi, 9 giờ 40 rồi. Mình sẽ nhích lên một xíu rồi các bạn nghe cái âm thôi. Nếu dở dang Đây, mới một rồi xíu thôi, nhích xíu thôi nè. xin thương tiếc ơi À, nhích là xíu thôi nha. Nếu dở dang rồi xin đừng tìm Đây, mình nhích là xíu nữa. Mới có một xíu thôi, ngày 2% đêm sương 2% là nó nói hết nghe không? Em đời là cửa canh trường Đấy, thấy chưa?
gặp nhau ngỡ ngàng. Nghe bát nghe chép rõ ràng. Tình đâu sao mai còn nhạc này ha. Thì các bạn nào muốn tự chế lo, tự ở nhà mình chế lo đó, thì các bạn phải bắt buộc kiếm được lo 4 ôm. Các bạn mua đâu hơn người biết. Nếu như các bạn thích bên cái hàng mình á thì liên hệ anh mình sẽ bán cho mọi người. Thì cái này là giá thợ thôi chứ không phải là giá ngoài thị trường ha, rẻ hơn ngoài thị trường nhiều. Thì cái này là ráp lo ngoài chợ á, thì không có công ty nào mà dám ráp cái lo này hết á. Cái lo này nó đắt hơn cái lo mà ngoài chợ ráp. Thí dụ như ngoài chợ á, nó sẽ ráp cái sườn này nè, nó sẽ bằng sắt, nó rẻ tiền hơn. Rồi thêm một phần nữa là cái màng này đa số là nó bằng giấy. Các bạn nghĩ cho mình nha, đây cái màng này nè, nó bằng giấy nè, chứ không phải bằng vải như thằng này. Thằng này bằng vải á, các bạn xài rất là bền, không có sợ nó đứt. Còn bằng giấy á, xài một thời gian là cái giấy nó sẽ bị nhão. Còn mà cái này nó cũng có thể nhão nhưng mà nó sẽ bền hơn. Rồi thêm một cái là bát nó lực hơn. Còn thằng kia á, thằng chép giấy, thằng màng giấy á, thì nó là loại giống như là các bạn có từng nghe là lo toàn giải chưa? Thì nó nghe tiếng chung đồ nó rất là sáng nhưng mà tiếng bát nó sẽ yếu lại. Đa số là lo mà lo nano mắc của mấy cái lo mà vỏ nó bằng nhựa đó thì nó đa số nó xài bằng giấy hết. Thì vỏ bát rất là ghê. Nghe đung 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 nhưng mà cái bát nó không có tức ngực được, nghe tiếng chung không đó, bạn nghe là biết liền. Nhưng mà vỗ ra ghê hồn lắm, la lớn vậy lắm nhưng mà không có bát. Còn như thằng này la lớn mà bát nó lại lực nữa. Các bạn ngồi chừng, thí dụ như các bạn ngồi chừng 1 mét nè, xa chừng 1 mét đi, kế bên này nè là các bạn đánh là ngực các bạn giật liền. Nói chung là nó không có được mạnh như âm ly nhưng mà nó sẽ, cái bát của nó sẽ lực hơn thằng ngoài chợ gáp. Thí dụ như lo chợ đó các bạn nghe không có tức ngực được đâu. Còn như thằng lo này các bạn kết hợp cái mạch công suất nào mình không biết nha, nhưng mà công suất này á, đối với công suất này mình đã test rồi. Thì các bạn thí dụ như thùng để đây mình ngồi ở đây đi, đây mình ngồi gần đây nha, thì xa khoảng 1 mét thì nó đánh là cái ngực mình là cảm giác như là nó bị rung đinh ngực luôn á. Đây cái màn nhìn rất là đã. Côn 65 từ 170. Đây. Cái này là hàng thì của Trung Quốc nha. Nói trước hàng của Trung Quốc. Còn Việt Nam lắp ráp, đấy, qua Việt Nam lắp ráp tại Nhật Tảo á mọi người. Cũng chi nhánh ngoài Nhật Tảo, không phải đường Nguyễn Kim Nhật Tảo đâu, mà nó gần Nhật Tảo thôi. Thì cái này mình lấy bên Nhật Tảo về. Nhật Tảo là phân phối lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Không có ai mà không lấy Nhật Tảo hết. Còn mà ai mà lấy từ Trung Quốc về á thì người ta được rẻ hơn. Đấy. Tại vì các bạn sao? Ví dụ người ta lấy Trung Quốc là 600 đi thì người ta bán cho mình phải là 700, rồi mình bán cho các bạn phải là 800 thì sẽ cao lên gì đó. Nhưng mà ít cái người phân phối thì nó sẽ rẻ hơn. Ví dụ thằng này mình là lấy ngay chỗ phân phối ra luôn nè, nó sẽ rẻ hơn. Còn khi các bạn mua ngoài cửa hàng nữa thì nó sẽ cao hơn. Thằng này trên Lazada là cũng gần triệu mấy á. Nó mấy trăm là nó chỉ có sườn sắt nè. Rồi cái màng của nó đa số là bằng giấy. Bằng giấy ngoài Việt Tảo á, bằng giấy là nó 800 rồi. Mà một cái nha. Còn cái này mình sẽ giá hôn nghị cho mọi người đặt trên YouTube. Rồi. Các bạn lát mình sẽ bung bên trong để cho các bạn xem cái từ bên trong ha. Rồi. Rồi thì mình đã tháo cái bát ra. Đây. Nội thất bên trong. Có cái lỗ thoát hơi này, lỗ nhỏ thôi. Và cái từ của nó là 170. Đây mình lấy xem mình thử đo ha.
Đây. Đấy 170 nha mọi người. Từ của nó là 170. Và côn thì côn 65. Côn 65, côn nhập chứ không phải là côn Việt Nam đâu. Côn nhập của Trung Quốc á. Còn cái hàng này là của Việt Nam mình ráp vô. Còn mà cái linh kiện thì của Trung Quốc, nhập từ Trung Quốc lại. Đấy, còn Việt Nam ráp vô. Của nó thì không, nó không có xài chạm hàng. Nó xài chạm rắc này như thế này. Giống như mấy cái lò mà bô 8 ôm xịn gì đó. Đấy, nó xài chạm này mình dễ dàng thay thế này. Chỉ cần các bạn đem về cắt cái điện, tuốt nó ra, các bạn đẩy vô đèn này xuống, vừa đẩy nó vô là nó tự siết là thôi, khỏi cần hàng hàng gì hết. Thì thằng này nó nghe nó hay hơn lo kéo ngoài chợ nha. Kéo chợ thì cái từ nó sẽ nhỏ, từ nó khoảng 140 thôi. Có lo kéo chừng độ chừng 6 triệu mấy đó là nó cái từ nó sẽ nhỏ. Nhầm lo thôi nha, chứ mình không có nói hết là lo người ta nha. Chỉ là nhầm lo thôi, nhầm lo một từ 140 nè. Côn chỉ được 40 thôi. Và ít cái nào được côn 65 lắm. Và cái độ nhạy của nó là cái lo nào cũng phải 4 ôm hết. Lo chợ là 4 ôm hết, không có lo nào mà 8 ôm hết. 8 ôm á thì các bạn chỉ có khi mua lo 9 10 triệu hay là mười mấy triệu nó mới có 8 ôm thôi. Tại vì công suất nó sẽ cao. Còn như thằng này công suất nó 400W này, nó cạc lo 8 4 ôm thì nó đánh ra mới mạnh lực được. Còn nếu như mà các bạn để lo 8 ôm á thì nghe nó vừa phải thôi, chứ nó không có mạnh lực la lớn được. Đấy. Đây, lật lại cho mọi người xem. Đây mọi người thấy chưa? Mang nhện đồ đẹp. Cái này là hết bên trong của mình. Thì cái này mình có lót gọn chống tạp âm. Và cái bo mạch công suất này là 400W. Thì bo mạch công suất này hiện tại là mình cũng đang bán luôn. Các bạn nào cần thì liên hệ cho mình. Hiện tại là nó còn có 1.9 triệu thôi. Đánh được một cặp này luôn nè. Đấy, mình bảo đảm đi đánh một cặp này được luôn. Bạn nói song song được. Tại vì á, cái mạch Class D là các bạn đấu ra 2 ôm á, nó chạy được. Còn nếu như mà âm ly á, các bạn câu 2 ôm là bứt liền, chết sò. Còn này tối thiểu là được 2 cái lo. 2 lo như thế này là nó sẽ đánh lực nhưng mà đóng công suất một xíu thôi. Đấy, thì các bạn nào muốn kiếm lo hát lo kéo thì liên hệ bên mình sẽ bán lại cho mọi người với giá này là 950 ha. Cái này thì mình lấy từ công ty về cho nên giá nó rẻ hơn thị trường. Tại vì bán lẻ nó mới có giá 950 thôi, còn nếu như bán cặp á, thì nó sẽ rẻ hơn. Tại vì thường thường các bạn mua là bạn mua lẻ không, đâu mua cặp làm gì đúng không, lo kéo mà mua cặp làm gì, mua lẻ không à. Và mình mua lẻ nó sẽ mắc hơn mua cặp một xíu. Đây, sáng đẹp luôn đó. Rồi, video của mình đến đây cũng xin kết thúc ha. Ừ.